Top những giám đốc công an trẻ nhất Việt Nam. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh OV Đại Bàng. Hiện tại ngành công an đã tiếp tục trẻ hóa lực lượng khi có những người cực kỳ trẻ đã làm lên chức giám đốc công an một thành phố lớn. Vậy những người này là ai, cũng như có thành tích gì? Mời quý vị xem hết video này của chúng tôi. Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, giám đốc công an tỉnh Đồng Nai. Sáng 27 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở công an tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Bộ Công an đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn, lúc đó còn làm đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, sinh năm 1976, quê quán ở Hưng Yên, từng là Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an. Tháng 6 năm 2018, Đại tá Vũ Hồng Văn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thay Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi nghỉ hưu. Khi đương nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Đại tá Văn đã trực tiếp ra hiện trường, chỉ đạo phá hàng chục vụ án lớn, phức tạp. Sau khi ông Vũ Hồng Văn được điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, nổi tiếng với phong cách nói ít làm nhiều, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm, băng đảng tội phạm, khiến giang hồ khiếp vía. Vũ Hồng Văn và lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục tạo dấu ấn khi triệt phá băng nhóm tội phạm Loan Cá, một nhóm bảo kê có số má tại Đồng Nai. Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 5 tháng 5, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các lực lượng khác bắt khẩn cấp nhóm 9 đối tượng do Lý Thị Loan, tức Loan Cá, sinh năm 1981, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, cầm đầu để điều tra về hành vi bảo kê buôn bán tại khu công nghiệp Thạnh Phú thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Đây là băng nhóm tội phạm bảo kê có số má hoạt động nhiều năm nay tại khu vực trên. Các đối tượng trong băng nhóm này thường dùng vũ lực đe dọa, khống chế, buộc những người bán hàng tại khu vực này phải nộp tiền bảo kê để được buôn bán từ 1 đến 1,5 triệu đồng một tháng. Không chỉ có bảo kê thu tiền sâu đối với những người bán hàng, mà băng nhóm này còn bảo kê cả cho việc vay nặng lãi và đòi nợ thuê tại nhiều khu nhà trọ lân cận, khu công nghiệp Thạnh Phú thuộc huyện Vĩnh Cửu, phường Trảng Dài, Tân Phong thuộc thành phố Biên Hòa. Cùng với việc triệt phá ổ nhóm tội phạm trên, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ xem xét trách nhiệm của trưởng Công an huyện Vĩnh Cửu và Công an xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu để băng nhóm này hoạt động trong một thời gian dài mà không đấu tranh xử lý. Trước đó, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Vũ Hồng Văn, Công an tỉnh Đồng Nai đã vây bắt đoàn xe vua gồm 27 xe đầu kéo và xe tải hạng nặng của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Âu Châu và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Minh Anh rạng sáng ngày 15 tháng 4. Điều tra ban đầu đã phát hiện nhiều sai phạm trong việc điều hành, vận chuyển của doanh nghiệp quản lý đoàn xe này. Hoạt động của đoàn xe này nhiều năm qua đã gây ra nhiều bức xúc trong dư luận do thường xuyên chở quá tải, phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, gây ra nhiều vụ tai nạn va chạm và chết người. Người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh về tình trạng gây mất an toàn của đoàn xe của các doanh nghiệp này và cho rằng đây là đoàn xe vua có người chống lưng. Đáng chú ý, một trong hai doanh nghiệp sở hữu đoàn xe vua ở Đồng Nai là của em ruột của Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ dừng nghỉ, cung cấp nhiên liệu cho đoàn xe này là của con Đại tá Thuận. Ngoài hai vụ việc trên, từ đầu năm 2020 đến nay, tội phạm hình sự trên địa bàn được kiềm chế, kéo giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019, giảm 12%. Tỷ lệ điều tra các vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội đạt 86,6%. Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp triệt phá hàng chục băng ổ nhóm với hàng trăm đối tượng phạm tội, đặc biệt đã triệt phá nhiều băng ổ nhóm hoạt động tín dụng đen. Mới đây, ngày 15 tháng 4 năm 2020, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Đậu Đức Mười, sinh năm 1989, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đối tượng gây ra vụ trọng án ở khu nhà trọ phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Để bắt giữ được đối tượng này, lực lượng Công an Đồng Nai đã phải vượt hàng nghìn cây số. Đích thân Giám đốc Công an Đồng Nai hỏi cung, đối tượng Đậu Đức Mười mới khai nhận hành vi phạm tội gây ra vụ giết người ở khu nhà trọ phường Long Bình. Trước đó, cuối năm 2019, ngay khi về làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Vũ Hồng Văn đã chỉ đạo triệt phá hàng loạt vụ án bằng nhóm tội phạm. Cụ thể, đêm ngày 7 tháng 12 và rạng sáng 8 tháng 12 năm 2019, nhiều nhóm trinh sát hình sự, cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt đột kích bar Cosmo, bar Vic Beer Club và karaoke Tuấn Thảo. Dù là khắc tinh của tội phạm, nhưng Đại tá Văn là người rất ít nói về những chiến công đã thực hiện. Thời còn làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, trong một lần trao đổi với báo chí, Đại tá Văn nói rằng rất cảm ơn báo chí đã đồng hành với lực lượng công an trong vấn đề tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm. Vậy nhưng hiện còn nhiều việc phải làm nên tôi chưa muốn nói gì nhiều. Với thành tích đó,
ngày 29 tháng 6 năm 2021, ông được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phong quân hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Khi này ông mới 45 tuổi, thiếu tướng trẻ nhất của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam tại thời điểm được phong quân hàm. Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Sáng 27 tháng 6 năm 2020, tại Công an tỉnh An Giang, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động bổ nhiệm Đại tá Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay cho Thiếu tướng Bùi Bé Tư. Đại tá Đinh Văn Nơi, sinh năm 1976, quê quán ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Ông từng tốt nghiệp tiến sĩ ngành an ninh và trật tự xã hội tại Học viện Cảnh sát, là người được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Với sự vào cuộc quyết liệt, chưa đầy 8 tháng về nhận nhiệm vụ tại Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo triệt phá thành công rất nhiều vụ án lớn, làm nức lòng người dân địa phương. Chiến công đầu tiên mà vị đại tá này lập được với việc trực tiếp xuống hiện trường vụ một người phụ nữ ở huyện Châu Phú bị người tình dùng xăng đốt nhà, định sát hại cả gia đình. Kẻ chủ mưu cùng với đồng phạm đã bị bắt khẩn cấp sau hơn một ngày lẩn trốn ở Bến Tre và Đồng Tháp. Vụ án này vừa kết thúc, Đại tá Đinh Văn Nơi liên tục chỉ đạo trực tiếp bắt nóng nhiều đối tượng nguy hiểm khi đang tổ chức cho hàng trăm con bạc đá gà ăn tiền tại huyện An Phú và vụ vận chuyển hàng lậu có giá trị lớn với 51 kg vàng từ Campuchia qua biên giới tại thành phố Châu Đốc. Đặc biệt, quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định kẻ cầm đầu vụ vận chuyển vàng trái phép này là bà trùm buôn lậu vùng biên tên Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 Tường. Nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong nội địa, Đại tá Đinh Văn Nơi cũng đã ghi nhận nhiều dấu ấn khi chỉ đạo công an các địa phương như thành phố Long Xuyên và huyện Thoại Sơn truy bắt nhiều đối tượng tội phạm nguy hiểm như vụ nhóm người ở Bình Dương bị đuổi chém trên quốc lộ 91, gây xôn xao dư luận, hay bắt giữ nhóm đối tượng mua bán ma túy do Huỳnh Trần Hùng, ngụ thành phố Long Xuyên cầm đầu. Qua đó thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm là 7 khẩu súng cùng hàng trăm viên đạn. Mới đây, qua công tác nắm tình hình, Đại tá Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khám xét và bắt khẩn cấp đối tượng Trần Chí Mãnh, sinh năm 1980, ngụ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả là phụ tùng xe máy và nhớt giả những thương hiệu nổi tiếng. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện ra chuyện động trời là Mãnh đã câu kết với nhiều đối tượng ở thành phố Hà Nội và Đà Nẵng tìm cách chạy điều động Đại tá Đinh Văn Nơi với số tiền 20 tỷ đồng. Mãnh cho rằng sở dĩ làm chuyện động trời này là vì muốn đẩy Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác để bản thân cũng như nhiều đối tượng khác dễ bề làm ăn theo kiểu bất chính. Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. Chiều 26 tháng 5 năm 2020, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động bổ nhiệm Đại tá Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. Đại tá Lê Xuân Minh, sinh năm 1976, quê quán ở thành phố Hà Nội, tốt nghiệp Học viện An ninh, đã nhiều năm công tác tại Cục An ninh mạng, làm Cục Phó An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an. Khi nhận công tác mới, Đại tá Lê Xuân Minh khẳng định với tinh thần cầu thị sẽ nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Sáng ngày 1 tháng 6 năm 2020, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, thay cho Đại tá Đặng Trần Chiêu nghỉ công tác chờ nghỉ hưu. Đại tá Đặng Hồng Đức, sinh năm 1977, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà từng nhận xét đây là cán bộ trẻ, có trình độ, có năng lực, kinh qua nhiều lĩnh vực công tác của Bộ Công an, có uy tín trong ngành. Tỉnh ủy Yên Bái rất phấn khởi được đón nhận đồng chí về quê hương Yên Bái công tác và tiếp nối trọng trách, nhiệm vụ của đồng chí Đặng Trần Chiêu. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Công an tỉnh Yên Bái đề ra 7 mục tiêu cụ thể, phấn đấu xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, có 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ điều tra, khám phá án hàng năm đạt 80% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên. Thượng tá Nguyễn Thành Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 31 tháng 7 năm 2020,
Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thành Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế qua hình thức trực tuyến. Thượng tá Nguyễn Thành Tuấn, sinh năm 1976, quê quán ở xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông từng trải qua các cương vị Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an. Tháng 1 năm 2018, Thượng tá Tuấn được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Thượng tá Nguyễn Thành Tuấn luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, tập trung lãnh đạo đơn vị, tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác công an, góp phần cùng toàn lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Vừa qua, Thượng tá Nguyễn Thành Tuấn đã chỉ đạo toàn lực lượng công an tỉnh tập trung mọi nguồn lực phòng chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả và đảm bảo an ninh, an toàn cho đại hội đảng các cấp, các sự kiện chính trị, xã hội trên địa bàn. Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang. Ngày 29 tháng 4 năm 2020, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang thay cho Đại tá Phan Hoàng Lắm nghỉ công tác chờ nghỉ hưu. Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, sinh ngày 30 tháng 9 năm 1976, quê quán huyện Rồng Giềng, tỉnh Kiên Giang, trình độ thạc sĩ luật, tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Nhân dân, chuyên ngành Cảnh sát điều tra và Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khoa Chính trị. Quá trình công tác, Thượng tá Huỳnh Việt Hòa đảm nhiệm các chức vụ Phó trưởng phòng 6, Cục C45, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an tháng 6 năm 2009. Từ tháng 9 năm 2014 đến gần cuối tháng 4 năm 2020, được luân chuyển bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang. Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã phát động cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an Bắc Giang. Theo quyết định của Bộ Công an, từ tháng 10 năm 2019, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản giữ chức Giám đốc Công an Bắc Giang thay công việc của Thiếu tướng Tô Ân Sô. Khi đó, Thiếu tướng Tô Ân Sô vừa được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Bộ Công an. Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, sinh năm 1978, quê huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, bắt đầu tham gia lực lượng Công an Nhân dân vào năm 1996, học tại Học viện An ninh Nhân dân, chuyên ngành điều tra tội phạm, xâm phạm an ninh quốc gia. Thượng tá Toản có trình độ cao cấp lý luận chính trị, là tiến sĩ lịch sử thế giới, Học viện Khoa học xã hội, thạc sĩ nghiên cứu Đông Nam Á. Tháng 1 năm 2014, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng thuộc Tổng cục An ninh. Sau 2 năm làm việc tại Tổng cục An ninh, tháng 7 năm 2016, ông được điều động giữ chức Phó Cục trưởng, lần lượt làm thư ký cho hai lãnh đạo Bộ Công an. Tháng 10 năm 2019, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang ở tuổi 41, là vị giám đốc trẻ nhất từ trước đến nay trong ngành công an. Sau khi nhậm chức, trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp, Thượng tá Toản được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Giang. Trên đây là top những giám đốc công an trẻ nhất Việt Nam. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bảng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!